Ngày 12 tháng 11, lũ trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh, khiến nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế bị ngập lụt trở lại. Một số nơi bị nước chia cắt, người dân phải sử dụng đò để đi mua thức ăn, nước uống. Trong ngày 11 tháng 11, ở khu vực thượng nguồn sông Hương, sông Bồ có mưa rất to. Đỉnh điểm là ở đầu nguồn thủy điện Hương Điền. Các số liệu đo được có thời điểm nước về đến hồ đạt 4.809 m 3 trên dây. Các hồ thủy điện như Bình Điền, Hương Điền, hồ thủy lợi tả trạch, nước đổ về bao nhiêu thì xả bấy nhiêu khiến lũ các sông lên nhanh. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành di dời hơn 2.100 hộ dân do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua. Nước lũ cũng khiến toàn tỉnh có hơn 6.500 căn nhà bị ngập.